có làm chuyện gì sai trái. Chị Tâm, tôi ở sang thay mặt em phụ nữ là cảm ơn các đứa mày dâu. Đúng rồi, hôm nay tổ chức
đường ai sẽ nấy bước, đừng phiền hà gì cho nhau rồi gây khổ đau hai người. Tình vợ chồng bên nhau dẫu sao nghĩa đậm tình sâu, dù rằng tình đã hết nghĩa cũng còn. Rất chương trình nhận được quý toàn thể ông bà, cô bác, anh chị và các bạn trẻ và các cháu thiếu niên nhi đồng của tổ dân phố chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể bà con nhân dân của chúng ta kính mến, mỗi năm là 1 tháng 3, mỗi năm là một ngày mùng 8 tháng 3 xuân về. Để có được ngày hôm nay thì không thể thiếu được những người thuyền trưởng, những người thuyền trưởng tức là xóm trưởng, xóm phó đã cùng gây dựng lên để tri ân những tấm thịnh tình, đặc biệt là phái đẹp của tổ dân phố chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và trước khi bước vào buổi giao lưu âm nhạc trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để chúc mừng mùng 8 tháng 3 của chị em trong buổi tối ngày hôm nay. Xin trân trọng và kính mời. Vâng, xin cảm ơn tất cả các quý vị, đặc biệt là bà con nhân dân của tổ dân phố ta đã cùng hiện diện tại nơi đây. Và để trước khi bước vào buổi trình diện, đặc biệt là trình diện, sự trình diện của xóm trưởng và xóm phó trong buổi tối hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng bắt lên sân khấu và cùng chào đón giọng hát của nữ ca sĩ Thu Hường và ca sĩ Mai Hoa. Xin trân trọng và kính mời hai ca sĩ. Mến và lời đầu tiên cho phép ban Thu Hường xin được thay mặt cho anh em trong ban nhạc xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể quý vị đại biểu khách quý, và đặc biệt là xin được kính chúc cho các cô, các mẹ và các chị có một sức khỏe thật là dồi dào, luôn trẻ trung xinh đẹp và sẽ là những đóa hoa tươi thắm trong mắt của gia đình mình. Thưa quý vị thân mến, và để mở đầu cho văn nghệ trong ngày hôm nay, Thu Hường xin phép được gửi tới quý vị một sáng tác được mang tên Hãy Hát Lên. Xin được trân trọng kính mời quý vị. Bởi đời, anh ơi xin cho lo âu, tôi còn đời.
xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm của quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, và trong buổi tối ngày hôm nay rất đến là vinh dự cho các anh chị em nghệ sĩ của chúng tôi được hiện diện tại khán phòng trung tâm của chúng ta ngày hôm nay để cùng cất lên những lời ca tiếng hát để chúc mừng cho buổi kỷ niệm mùng 8 tháng 3 của khu tiểu khu thống nhất ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, và như quý vị cũng cảm nhận thấy là bên ngoài thì không khí của chúng ta là đang lất đất, có một chút mưa, không đảm bảo có một không khí của mùa xuân mới. Chúng ta đang sống trong những ngày đầu năm mới của mùa xuân Kỷ Hợi. Thì Thu Hương xin phép được gửi đến quý vị một nhạc phẩm viết về mùa xuân, nhạc phẩm được mang tên Điệp khúc mùa xuân. Xin được trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Và sau đây xin mời quý vị cùng đến với song ca nam, song ca nữ qua nhạc phẩm Điệp khúc mùa xuân với sự thể hiện của Thu Hương và Mai Hoa. Xin được trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, trên tia nắng tươi cho anh mùa sang. Dẫu mang men man chưa đang bơi hồng, người em yêu thì vui trong cuộc sống. Mưa đứng vẫn tung tăng bay là đà, mưa trên mây mưa như chuỗi thiên tha. Anh mắt vẫn trông nơi xa vời, chờ mùa xuân để đến mùa vui. Dừng xuân nơi xin làm gió đông anh, để đi chiến mong quay về với hoa về. Tình xuân nơi xin dành mấy yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu hơn. Tình sâu yêu thương được lá xanh, và nắng hay chiếu màu tháng tươi. Cùng những tiếng hát từ nhà sân chơi, giờ bao ta xây cho biết chân. Nét chữ lung linh muôn hoa vàng, trên tia nắng về trong anh mùa xa. Dẫu mãi mang mang chưa đâu môi hồng, người em yêu thì vui trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay là đà, bầu trời bay bao nhiêu chuỗi thiên tha. Ánh mắt mơ trong đời xa vời, chờ mùa xuân đến đêm buồn vui. Cô bất chú các chị để cô chúc chi niềm vui với tất cả các cô các chị trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và để có được một buổi tối giao lưu ca nhạc đầy ý nghĩa, tràn đầy tình đoàn kết cũng như là tình cảm của tất cả quý vị đang có mặt tại đây, thì chúng ta không thể không nhắc tới công lao rất lớn tới từ những người thực hiện chương trình, tới từ ban tổ chức. Và năm nay rất là vui khi mà cho cháu lại được trở lại đây với chương trình để cùng dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tất cả các cô bác chú, cũng như những lời chúc xuân chúc năm mới tới tất cả các bác các chị. Thì chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón ạ. Chủ tịch khu phố của chúng ta sẽ có mặt trên sân khấu ạ. Vâng ạ, một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón chú Thủy ạ. Vâng ạ, xin được mời chú Thủy, chủ tịch khu phố của chúng ta sẽ có mặt trên sân khấu ạ. Một tràng pháo tay thật lớn tới từ quý vị.
thưa anh em tất cả trong khu đường thống nhất. Hôm nay rất long trọng, tôi là được đại diện cho tất cả anh em bà con trong khu phố đường thống nhất cả. Thế hôm nay rất hội ngộ là ngày nhân dịp ngày 8 tháng 3, chúng ta có tổ chức rất long trọng để tổ chức ngày 8 tháng 3 cho tất cả chị em phụ nữ. Thế tôi đại diện cho tất cả anh em Thái Lan chúc tất cả chị em tháng năm mới mạnh khỏe, xinh đẹp, hạnh phúc, phát đạt, làm ăn tiến tới. Và tôi sẽ chủ tịch khu phố đường thống nhất của chúng ta ngày hôm nay, và hy vọng là không chỉ ngày 8 tháng 3 mà ngày nào các chị em, các cô, các chị trong tiểu khu phố thống nhất của chúng ta cũng vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Và một năm thì ít nhất là chúng ta sẽ có hai lần vui chơi như thế này, có được không ạ? Đó là vào ngày 8 tháng 3 và ngày 20 tháng 10. Các cô, các chị có đồng ý với điều đấy không ạ? Thì hãy dành cho chủ tịch khu phố của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn đấy ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, và ca khúc tiếp theo được mang một chút dư vị của mùa xuân vẫn còn đọng lại trên sân khấu của chương trình, và ca khúc được mang tên Ước Nguyện Đầu Xuân để cũng cầu chúc một năm mới với thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, gia đình an khang thịnh vượng đến tất cả các cô chú, các anh chị ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
đại biểu quý đang hiện diện tại tổng thống phòng. Nếu mà thuộc ca khúc này thì xin mời quý vị có thể lên song ca cùng với chương trình của chúng tôi để chương trình chúng ta được thành công hơn nữa. Với những lời chúc tốt đẹp nhất dành tặng cho toàn thể các cô, các chị, các mẹ đang hiện diện tại đây, và cũng được tặng những bó hoa tươi thắm trong buổi tối ngày hôm nay là ngày 1 tháng 3, thì thực sự là món quà này vô cùng ý nghĩa với tất cả các nghệ sĩ trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn cái tình cảm của quý vị rất nhiều. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều ạ.
Vâng, và chắc chắn rồi ạ, trong buổi tối ngày hôm nay sẽ có rất nhiều những khoảng không gian âm nhạc khác nhau, mang nhiều màu sắc khác nhau trở về để chúc mừng cho tất cả chị em chúng ta trong ngày 18 tháng 3, cũng như chúc mừng cho tất cả các chú, các anh đã có thể cùng nhau đoàn kết để tạo nên một bầu không khí thật tươi vui như thế này. Và các khúc tiếp theo ạ, xin được làm lắng không khí của chương trình trong một ít phút bằng một sáng tác được mang tên Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Để phục vụ cho các cô các chị và trong buổi tối ngày hôm nay trên sân khấu của chương trình ạ, tại sao lại không có một anh hoặc một chú nào đấy đăng ký một ca khúc nào đấy để tặng cho các cô các chị nhỉ? Vâng ạ, chắc chắn rồi đúng không ạ? Bây giờ thì các chú với cả các anh ạ chỉ cần chuẩn bị những cái bài hát mà mình yêu thích và gửi lên với những người thực hiện chương trình. Thì sân khấu ngày hôm nay sẽ là sân khấu để các chú các anh có thể tỏa sáng. Vâng ạ, và các khúc tiếp theo xin được gửi tới tất cả quý vị. Và xin được mời toàn thể quý vị cùng ngược về miền quan họ Kinh Bắc. Và đặc biệt là trong khi chờ đợi phần đăng ký tới từ các chú các anh ạ, chúng ta sẽ cùng về với miền quan họ Kinh Bắc thân yêu qua một sáng tác được mang tên Chảy Hội Xuân qua phần trình bày của song ca nam nữ. Xin được mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức ạ. Thank you.
trọng cảm ơn quý rất nhiều ạ. Tiếp theo cô Hường xin phép được gửi tới quý vị một sáng tác được mang tên Yêu Một Mình, xin được trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Được mang tên Giá Cô Đôi Tượng Ngàn với rất nhiều yêu cầu đến từ các vị đại biểu khách quý. Xin được trân trọng kính mời quý vị cùng tham gia với ca khúc này với ca sĩ Mai Hoa. Mọc đèn trong tim em đã có ra vào.
không thiệt đâu nhá. Cứ như khó mà nữa nhiệt tình là được, ngoan cái gì cũng có, cứ ngoan cái gì cũng có, cứ phải ngoan. Tôi chỉ muốn nhớ thôi.